Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Các bạn thấy được là giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại là 8.100 đô Và giá Bitcoin trong vòng một tuần vừa qua đã xoay quanh cái mức là khoảng 8.000 đô Sau khi mà xuống mạnh từ cái mức là khoảng chừng 10.000 đô tới 7.700 đô Bây giờ các bạn thấy là đi đi hàng ngang trong vòng mấy ngày vừa qua Và ngày hôm nay có một tài liệu mà nhiều người nói tới nhất đó chính là một cái bài viết Bài viết này được đăng ở trên cái trang web 4chan Trước khi mà chúng ta nói tới bài viết này thì điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là 4chan cũng giống như là Reddit ai muốn nói gì thì nói cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tham khảo tài liệu này để các bạn có thể biết được là hiện bây giờ trên Twitter trên cái mạng xã hội mọi người nói tới những điều gì và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và video này được tài trợ bởi Mega LTR, một dịch vụ số số trên mạng lưới blockchain những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Mega LTR hay là mua vé số thì các bạn có thể xem cái link nằm ở phía dưới video này trở lại với lại bài viết được đăng ở trên 4chan thì đây là một người ẩn danh bài viết này được đăng ngày 20 tây tháng 1 và người này nói trên 4chan là người này tin tưởng là ngày 15 tây tháng 12 năm 2018 lúc đó đó chính là chúng ta đã tới đáy của đợt này và người này nói là chúng ta ở thời điểm là tháng 1 năm 2019 thì thời điểm đó người này tin tưởng là chúng ta đang ở phía cuối cùng của 3 tháng tích lũy liên tục của Bitcoin và sau đó Bitcoin sẽ tăng trưởng mạnh Và người này nói là dựa theo suy đoán Thì Bitcoin tháng 4 năm 2019 có thể đạt được cái mức là khoảng chừng 5.300 đô cho một đồng Bitcoin Tháng 7 năm 2019 có thể đạt được cái mức là 9.200 đô cho một đồng Bitcoin Tháng 10 năm 2019 có thể đạt được cái mức là 16.000 đô cho một đồng Bitcoin Và tháng 1 năm 2020 Bitcoin có thể tới là 29.000 đô Tháng 7 năm 2020, Bitcoin có thể đến cái mức là 56.000 đô và tháng 11 năm 2020, Bitcoin sẽ được cái mức là 87.000 đô. Lúc đó thì Bitcoin sẽ tới cái mức tổng số vốn hóa là 1,5 nghìn tỷ và cái phần trăm Bitcoin trên thị trường là khoảng 40 tới 46%. Thật ra hồi tháng 1 mới đây thì nhiều người chỉ coi đây là một cái tin đăng nhảm tại vì các bạn thấy là một người ẩn danh muốn nói gì thì nói. Nhưng mà tại sao trong ngày hôm nay nhiều người lại nói tới tin tức này? Lý do là tại vì các bạn thấy được là người này đã đón chúng hai lần Thứ nhất người này đã đón chúng được là tháng 4 năm 2019 Bitcoin sẽ ở cái mức là khoảng 5.300 đô Và đây là bài đăng ở tháng 1 năm 2019 mới đây Thì khi mà chúng ta nhìn vào tháng 4 mới đây Thì các bạn thấy được là hồi tháng 4 năm 2019 Thì lúc đó là giá bắt đầu tăng lên Và các bạn thấy là giá cả lúc đó thật sự là khoảng chừng 5 tới 5 ,400. Có nghĩa là người này đã đón đúng Kế đó chúng ta trở lại với bài viết này thì các bạn thấy được là người này đã đón đúng một lần nữa là tháng 7 năm 2019 giá Bitcoin là khoảng 9.200 đô và khi mà chúng ta nhìn vào tháng 7 các bạn thấy được là giá Bitcoin lúc đó là đi mạnh từ đầu tháng 7 là khoảng chừng các bạn thấy là 8.300 đô và kết thúc tháng 7 các bạn thấy là khoảng 13.000 đô cho nên một lần nữa người này lại đón đúng bây giờ thì mọi người đều nhìn vào cái lần đón thứ ba này đó chính là tháng 10 năm 2019 Bitcoin sẽ khoảng chừng 16.000 đô và các bạn thấy được là chúng ta đã bước qua tháng 10 Nghĩa là từ đây cho tới cuối tháng Bitcoin phải nhân lên gấp đôi Tại vì giá Bitcoin bây giờ chỉ có 8.100 đô Các bạn có tin là từ đây đến cuối tháng Bitcoin sẽ nhân lên gấp đôi hay là không Các bạn hãy comment ở phía dưới Có thể hay không thì đương nhiên thường nghĩ là có thể Tại vì các bạn thấy được là Bitcoin từ 10.000 đô lên tới 20.000 đô Có thể là chỉ tốn có mười mấy ngày khi chúng ta nhìn vào lịch sử năm 2017 mới đây cho nên trong thời gian một tháng Bitcoin tăng lên 8.000 đô là một điều chúng ta cũng đã từng chứng kiến trong lịch sử trước đây nhưng mà các bạn thấy được là từ 8.000 đến 16.000 nhưng lên 100 để đạt được con số đó thực sự là rất khó nói không biết là người này đợt thứ ba này có nói đúng hay là không nhưng mà đối với thuận nếu như chúng ta muốn thấy được là Bitcoin đạt được cái mức là 16.000 đô thì tôi nghĩ là trên thị trường tài chính của thế giới phải có một cái gì đó xảy ra hoặc là trong thị trường crypto phải có một tin tức gì đó lớn nhưng mà hiện bây giờ thì lại không thấy được là tin tức nào lớn cho tiếp sẽ được xảy ra ngoại trừ là chúng ta thấy được là trong tháng này thì cái đề xuất Bitcoin ETF của công ty Bitwise là sẽ có kết quả trong vòng vài ngày thì có thể nào là cái Bitcoin ETF của công ty Bitwise được thông qua hay là không Thôi thì không có nhiều đồng tin là Bitcoin ETF sẽ được thông qua năm nay hoặc là chúng ta nhìn vào thị trường tài chính của thế giới có gì sẽ xảy ra Thì các bạn thấy được là tuy là Bitcoin trong dòng cả tuần vừa qua Không có nhiều sự tiến triển về mặt giá cả, vẫn đi hàng ngang Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thị trường tài chính của thế giới thì thật sự là không được ổn Trong vòng 2 ngày vừa qua thì thị trường Dow Jones của Mỹ đã bị giảm đi 1.000 điểm 1.000 điểm là con số khá lớn Khi chúng ta nhìn vào Dow Jones hiện tại là 26.201 Thì 1.000 điểm là khoảng 2-3% thì 2 tới 3% khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin các bạn thấy là Bitcoin có thể lên xuống 5% 10% một ngày, 2 phía 3% thực sự là con số rất nhỏ. Nhưng mà đối với thị trường tài chính truyền thống thì 2 tới 3% của đi thị trường Dow Jones thành rất lớn, tại vì một năm thì thị trường Dow Jones có thể là chỉ đi lên đi xuống chỉ có 6 tới 8% trung bình. Cho nên 2 tới 3% là một điều mà đủ để làm cho mọi người lo ngại. Tuy nhiên ngày hôm nay các mình thấy là hồi phục là một phần. Nhưng mà trong vòng 2 ngày vừa qua, thị trường Dow Jones vẫn giảm 700 điểm từ thứ ba cho đến ngày hôm nay thì chuyện gì đã xảy ra thực ra là có một số tin tức xấu trong thời gian một tuần vừa qua như là chúng ta sẽ nói tới bốn điều điều thứ nhất chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái ngành phục vụ của hoa kỳ cái sự tăng trưởng đã không như ý muốn một điều mà các bạn cần nên biết là thị trường tài chính của hoa kỳ hiện tại là phụ thuộc vào cái ngành phục vụ rất nhiều có nghĩa là những ngành phục vụ khách hàng tại vì các bạn thấy là ở thị trường hoa kỳ hiện bây giờ những cái ngành như là công xưởng đã không còn nhiều Phần đông là công xưởng đã bị đưa ra nước ngoài, có công nhân rẻ hơn. Cho nên ngành phục vụ của Hoa Kỳ là một ngành rất quan trọng, là một ngành lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà cái tài liệu tăng trưởng nó không như ý muốn. Điều thứ hai chúng ta sẽ nói tới, đó chính là liên quan tới những ngành như là làm công xưởng. Thì như chúng ta mới vừa nói tới là công xưởng tuy là đã bị đưa ra nước ngoài, nhưng mà trong vòng 2 tháng gần đây thì cái số lượng tăng trưởng của những ngành công xưởng lại tiếp tục giảm xuống. Một phần là bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại giữa trung mỹ nguồn cầu đã không nhiều nhưng mà nguồn cung bây giờ thì lại cao cho nên đã bị ảnh hưởng thứ ba chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới cái tài liệu thất nghiệp của hoa kỳ tuần vừa rồi thì cái số lượng việc làm mà được tạo ra đã không như mọi người mong muốn cho nên bây giờ mọi người đều coi coi là ngày mai thứ sáu cái tài liệu thất nghiệp của hoa kỳ sẽ như thế nào nhưng mà tuần rồi tài liệu không được tốt và thứ tư chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái thuế quan thuế xuất nhập khẩu của Mỹ đối với châu Âu. Bây giờ thì Hoa Kỳ chuẩn bị là khoảng chừng ngày 18 tây tháng 10 là sẽ tăng thuế nhập khẩu từ châu Âu và cái thuế quan này tăng lên cái mức là 7,5 tỷ đô la. Cho bạn thấy là mỗi lần tăng thuế quan thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều đối với thị trường của Hoa Kỳ. Tại vì thứ nhất là những nước mà bị đánh thuế quan có thể là đánh ngược lại ở Hoa Kỳ làm cho việc xuất nhập khẩu càng khó khăn hơn và thứ nhì là khi mà vật dụng bị đánh thuế quan thì khi mà nhập vào nước Hoa Kỳ thì những cái vật dụng đó giá cả sẽ bị tăng lên làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng một điều khác tôi thường muốn chia sẻ với các bạn thì khi mà chúng ta nhìn vào giá trị của đồng đô la từ năm 1913 cho tới năm 2017 thì mình thấy là giá trị của một đô la liên tục giảm xuống một đô la năm 1913 chỉ còn có 0,05 cent trong năm 2017 chứ đừng nói tới đây chúng ta bây giờ đang ở năm 2019 coi như là giá trị của một đồng đô la đã bị mất đi 95 phần nếu mà nào mà không tin là đồng đô la bị mất giá thì các bạn có thể nghĩ rất đơn giản là 10 năm trước đây 100 đô la mua được những gì thời điểm bây giờ 100 đô la mua được những gì thì các bạn sẽ thấy được rất rõ ràng là đồng đô la bị mất giá và một trong những điều dẫn tới việc mất giá đương nhiên là lạm phát mọi người ở Hoa Kỳ và cả thế giới ai cũng phải trả một cái loại thuế đó chính là lạm phát tiền tệ sẽ bị mất giá trị nếu như mà chính phủ cứ tiếp tục in tiền thực ra khi mà chúng ta nói tới việc in tiền thì việc mà chính phủ hay là ngân hàng trung ương thực sự in tiền chỉ là một phần còn phần còn lại cái số tiền được tạo ra là từ bộ phận ngân hàng và đây là một vấn đề mà khá phức tạp chúng ta không cần phải đi vào chi tiết trong video này cho nên khi mà chúng ta nói tới giá trị của bitcoin đã tăng từ khi ra đời cho tới bây giờ thì một cách nhìn khác nữa là bitcoin không phải tăng giá trị mà ngược lại đồng đô la bị mất giá trị trong vòng 10 năm qua và khi mà chúng ta nhìn vào tình hình tài chính ở Hoa Kỳ hiện tại thì bây giờ cái số lượng người mà hy vọng là ngân hàng dự trữ trung ương tiếp tục các lãi suất ngày lại càng tăng hơn như là dựa theo bài viết này của CNN Business thì các bạn thấy được là cái số lượng những nhà đầu tư hy vọng là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ các lãi suất đã lên tới cái mức là 90% so với thứ tư mới đây chỉ có 77% và so với tuần euro rồi chỉ có 50%. Có nghĩa là ở thời điểm hiện tại ai cũng mong muốn là trong tháng 10 này ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các lãi suất và đương nhiên các lãi suất thì có thể là kích hoạt ngành tài chính của Hoa Kỳ nhưng mà đây không phải là một giải pháp dài hạn và trong dài hạn điều này không phải là một điều tốt tại vì khi mà chúng ta cắt lãi suất thì cũng đồng nghĩa là các bạn làm giảm đi cái giá trị của đồng đô la so với những đồng tiền tệ khác ở trên thị trường trở lại thì Bitcoin có thể đạt được 16.000 đô tháng này hay là không Tôi nghĩ là chúng ta phải có một tin tức nào đó rất lớn mới có thể đẩy được giá Bitcoin từ 8.000 lên tới 16.000. Có thể là thị trường tài chính của Hoa Kỳ hay là thế giới gặp trục trặc rất lớn. Hoặc là chúng ta nhận được một tin tức lớn trong thị trường crypto như là Bitcoin ETF được thông qua. Và gần đây thì có khá nhiều bạn hỏi thường liên quan tới tài liệu của đồng Cardano, đồng ADA. Tại vì cách đây vài ngày thì Charles Hoskinson của IOHK đã có một cái buổi họp mặt khá lớn ở Bulgaria nói về tương lai của Cardano và đây chính là cái dịp ăn mừng 2 năm đồng EDA đã ra đời và đây là một tài liệu khá dài và thường nhớ là bài diễn văn của Charles Hutchinson là hơn một tiếng đồng hồ tôi sẽ tìm hiểu một số vấn đề và trong video kế tiếp tôi sẽ chia sẻ với các bạn tài liệu liên quan tới đồng Cardano Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video này thì các bạn hãy nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.